Dạ vâng, shop bán hàng online lại xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe toàn thể các bác, đặc biệt là các bác yêu thích đam mê đánh cò đánh vạc trên mọi miền Tổ quốc. Thì hôm nay em lại lên một cái video giới thiệu về những cái phụ kiện đánh cò đánh vạc. Bác nào mà xem được cái video em giới thiệu mà cần mua keo, mua cò giả, vạc giả hoặc là mua những cái chìa để ra kèo thì hãy để lại số điện thoại hoặc comment bên dưới video để bên shop được tư vấn, được chốt đơn gửi hàng các bác nhé. Đây là cái quá trình mà bên shop đang đóng keo gửi cho các bác khách trên mọi miền Tổ quốc này các bác này. Thì quy cách đóng hàng thì bên shop là những cái lọ keo này thì keo công nghiệp các bác nhé. Keo công nghiệp nó không màu, không mùi và cái độ trắng trong nó như thế này các bác nhé. Trên tay em đang cầm đây là cái lọ 1 cân các bác nhé. Lọ 1 cân. Thì lọ 1 cân bên shop thì bán giá thành cũng rất là rẻ thôi. Đấy các bác quan sát kỹ này. Lọ thì để mà đánh giá được một cái lọ keo tiêu chuẩn thì các bác quan sát là trong cái lọ keo này nó phải rất là nhiều những cái bọt khí này các bác nhá. Nó nhiều bọt khí, cái độ nó độ nhiều bọt khí thì nó mới dính các bác nhá. Đấy các bác quan sát đây. Keo mới ra thì để mà ra keo thì trước tiên là phải dùng nước xà phòng dúng vào tay để cho nó đỡ dính các bác nhá, cho nó đỡ dính. Còn khi mà tay khô như tay của em đây thì động vào keo nó rất là dính này các bạn này. Đấy, nó rất là dính vào tơ. Keo này thì đánh chịu nhiệt. Keo là keo chịu nhiệt Pro các bác nhá, đánh có thể là nhiệt độ từ 10 độ C đến 40 độ C. Đánh rất là ok. Đặc biệt là rất thích hợp đối với các bác đánh những buổi sáng hoặc buổi chiều tối. Thì cái quy cách mà ra keo thì bên shop là có hai lọ các bác nhá. Lọ 1 cân, đây là lọ 1 cân. Và đây là những cái lọ lửa cân này các bạn này. Lọ lửa cân giá thành cũng rất là rẻ thôi. Keo này thì ngoài đánh cò đánh vạc ra thì các bác có thể là dùng rất là đa năng. Các bác có thể là bôi vào những cái tấm bìa để các bác đánh chuột, đánh ruồi hoặc đánh rán, đánh kiến cũng rất là ok các bác nhá. Các bác ở trong miền trong ấy thì các bác rất là hay mua những cái hũ keo như thế này để về đánh những con sóc nó phá hoại sầu riêng hoặc là đánh những con ruồi vàng ấy cũng rất là hợp lý. Một lọ keo như thế này thì các bác có thể là đánh được hàng nghìn, hàng vạn con ruồi vàng đốt hoa quả của các bác nhá. Đốt hoa quả của các bác. Còn đây là những lọ keo. Còn đây là một cái lọ keo to mà bên nhà em đang ra đây các bác nhá. Keo thì rất là dính các bác này. Keo là keo không màu, không mùi các bác nhá. Đặc biệt là khi mà các bác sử dụng bôi ra que thì càng để thì độ dính nó càng cao các bác nhá. Khi mà hết keo ở que thì nó mới hết dính các bác nhá. Còn đây là cái thùng nguyên này. Thì trong cái buổi sáng hôm nay sơ thì bên shop nhà em cũng đóng hết hai thùng như thế này các bác nhá. Đây khối lượng keo rất là nhiều để gửi cho tới tay khách hàng. Thì đến mùa rồi nên là các bác mua ủng hộ shop rất là đông. Còn đây là những cái phụ kiện để mà giúp các bác đánh cò đánh vàng này các bác này. Đấy, que thì là que cấp quang các bác nhá. Que cấp quang nó được sơn màu xanh. Đấy, các bác quan sát được cái độ dẻo của nó rất là tốt đây. Độ dẻo rất là tốt. Khi mà con cò con vạc nó xuống thì dính 3 đến 5 que vào người là nó sẽ không bay được các bác nhá. Que rất là dẻo và dính và đặc biệt là bên shop đã nhuộm sẵn màu xanh như thế này rồi các bác nhá. Đối với cái que màu xanh như thế này thì nó thích hợp với các bác đánh cò hơn. Còn các bác mà đánh vạc ấy, thì các bác nên sử dụng những cái que tre như thế này các bác nhá. Que tre thì bên shop cũng đã vót hoàn toàn là thủ công chứ không phải là que vót bằng máy nhá. Đầu to đầu bé riêng biệt. Có cả vót nhọn để cắm đây các bác này. Có cả vót nhọn để cắm. Còn cái phần bên trên ý thì nó sẽ nhỏ hơn để các bác bôi keo nó hợp lý và nó độ dính. Nó có những cái góc cạnh để bám keo tốt hơn. Còn khi mà các bác vót máy thì nó sẽ tròn. Nó sẽ tròn và cái tiết diện nó dính keo ấy. Nó sẽ kém hơn là đối với những cái que vót thủ công như thế này các bác nhá. Và toàn bộ que thì là có cật. Đấy, có cật các bác nhá. Que có cật. Những cái đầu mấu mắt ấy. Những cái đầu mắt ấy là bên shop đã loại bỏ. Loại bỏ để tránh trường hợp là các bác sử dụng gãy. Còn về phần cò giả thì đây là những cái con cò giả bên shop đang sản xuất. Cò thì được làm từ những cái thân shop như này các bác nhá. Thân của nó thì bằng shop cứng này, cổ bằng shop dẻo. Đấy, cổ của nó thì bằng shop dẻo. Đấy. Khi mà gửi hàng cho khách thì bên shop sẽ vẽ mắt và dán thêm mỏ. Giá cò thì nó cũng rẻ thôi. Còn đây là những cái con vạc mà bên shop đang sản xuất này. Sản xuất và gửi cho các bác trên mọi miền Tổ quốc. Thì những con cò này thì cũng được làm từ xốp cứng và được tô vẽ rất là kỳ công như thế này các bác nhá. Rất là kỳ công như thế này. Và cái hình thức của nó thì nó giống giống với những con vạc.
tỷ lệ 1:1 các bác nhé. Đấy. Thì một cái video giới thiệu sản phẩm những cái phụ kiện đánh cò đánh vạc rồi que đánh cò đánh vạc và cò giả vạc giả đến đây là hết. Bác nào mà cần thì hãy để lại số điện thoại hoặc inbox để bên shop có nhân viên tư vấn các bác nhé. Một cái video ngắn giới thiệu sản phẩm đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.